Đây là cách mà mình ăn ức gà luộc không bao giờ chán và mình sẽ hướng dẫn lại cho anh em. Đầu tiên thì anh em sẽ đổ nước vào và đun sôi, sau đó bỏ thêm một ít hành và gừng để luộc gà. Nước sôi thì anh em sẽ bỏ gà vào và anh em nhớ là thái miếng thịt giống như mình nha. Điều này sẽ làm cho miếng gà nhanh chín hơn. Sau khi để chín một mặt từ 3 đến 5 phút thì anh em sẽ lật qua mặt còn lại để miếng thịt có thể chín đều hơn. Nhớ kiểm tra miếng gà đã chín chưa, nếu luộc quá kỹ thì gà sẽ rất khô. Và khi gà chín, đó là khi anh em không nhìn thấy màu đỏ nữa. Lúc này anh em sẽ gắp ra và để ra đĩa cho nguội. Sau đó anh em sẽ thực hiện một bước cuối cùng, đó là xé ức gà. Lúc này nếu anh em thái miếng gà theo thứ thịt thì xé sẽ cực kỳ dễ. Với cách luộc gà như thế này thì ăn ức gà sẽ không bị bã miệng và không bị khô. Đây cũng là một nỗi ám ảnh lớn đối với những người mới bắt đầu ăn ức gà. Và cuối cùng, nếu ăn ức gà không thì nó sẽ rất nhạt. Thế nên nó sẽ cần một thứ nước chấm thần thánh mà mình mới phát hiện ra, đó là sốt dầu mè rang. Ăn cực kỳ hợp với nhau luôn. Không tin anh em cứ thử mà xem.